Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình hướng dẫn mọi người tham gia dự án để nhận 8 đô la cái token Anon nhé. Đây là một chương trình random, thì mỗi một cái Anon này nó có trị giá là 8 đô la cho 1.000 người tham gia được chọn ngẫu nhiên nhé. Nên là đây là kèo random nên là ai may mắn thì sẽ nhận được phần thưởng. Ok, để tham gia vào dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Thì sau đó làm các nhiệm vụ. Đầu tiên là theo dõi Twitter này. Ok, mọi người chọn follow. Rồi quay trở lại. Nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh Telegram. Rồi mọi người chọn join. Tiếp theo quay trở lại. Retweet lại bài đăng và tag 5 người bạn nhé. Rồi mọi người chọn trái tim này, like này. Rồi sau đó tag 5 người bạn vào đây. Rồi ok, sau đó mọi người tweet lại. Rồi quay trở lại. Tiếp theo đó, mọi người bấm vào cái mục Register On này để đăng ký nhé. Rồi, mọi người nhập cái profile link của Twitter này. Mọi người vào Twitter. Rồi ok, vào đây. Sau đó chọn mục hồ sơ. Chọn dấu 3 chấm, chọn chia sẻ này. Sao chép cái này. Mọi người dán cái profile link vào đây nhé. Xóa cái chữ này đi. Ok. Tiếp theo nhập cái đường link của Telegram nhé. Để mọi người vào Telegram này. Chọn vào dấu ba gạch đây nhé. Rồi, kéo lên chọn vào setting này. Đó. Sau đó chọn vào cái username này nhé. Thì đây chính là cái đường link của Telegram này. Mọi người sao chép cái đường link này này. Rồi, quay trở lại, dán vào. Ok. Các bạn nhập email nhé, email của mình. Rồi. Tiếp theo là nhập cái đường link retweet. Thì các bạn quay trở lại Twitter này. Chọn vào tweet và trả lời. Thì đây chính là cái đường link retweet. Mọi người bấm vào đây. Bấm vào đây. Rồi sao chép liên kết. Quay trở lại. Dán vào đây. Tiếp theo mọi người nhập địa chỉ ví ETH nhé. Thì có thể lấy trên ví chớt hoặc ví MetaMask.
Rồi ok, mọi người nhớ chuyển sang mạng Ethereum này nhé. Sau đó sao chép cái địa chỉ ví ETH này. Quay trở lại. Dán vào đây. Ok, bấm Submit. Và đây chính là cái đường link để các bạn đi tuyển rep nhé. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án ăn chia nhận 8 đô token Anon nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.